bất ngờ phát hiện xe hủ tiếu của chị gái bán 6 ngày 5 món, chỉ có một cái bàn duy nhất, giá rất là bình dân, chỉ 17.000 một tô mà ai ăn cũng khen ngon. Bán trong vòng 1 tiếng là hết. Mời cô chú anh chị các bạn cùng xem video ngày hôm nay ạ. Thấy hủ tiếu đây im không anh? Ngon. Này là mối ta ăn ta chịu đi chơi thể thao. Dạ. Chơi thể thao nè. 17.000 giá bình dân ha chú. Ừ. Chú mình cũng ở gần khu vực này luôn hả? Gần đây. Dạ. Chú ăn hủ tiếu ở đây được bao nhiêu năm rồi ha? Cũng cỡ 3-4 năm rồi. Dạ. Với cái giá 17 ngàn thì chú thấy ngon không chú? Vừa ngon mà bổ rẻ mà. Dạ. Bây giờ thì nói nào ngay, hủ tiếu mà kiếm giá 17 ngàn thì cũng hơi hiếm đó. Đúng rồi. Đây đa phần là chỉ bán cho công nhân xưởng tiện kế bên của chú anh chị. Nhưng mà cũng có khách vãng lai nha. Cũng có lai gai đó. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Trưa hôm nay thì em đang có mặt tại khu vực phường Mỹ Bình của thành phố Long Xuyên, An Giang cô chú anh chị. Video hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị các bạn một chiếc xe hủ tiếu rất là đặc biệt luôn. Điều đặc biệt của xe hủ tiếu này là một ngày đó chỉ bán khoảng mấy chục tô thôi, dành cho công nhân ăn cô chú anh chị các bạn. Đây nè, phía bên đây là chỉ có một cái bàn duy nhất thôi nha. Và những cái ghế nè, theo như em biết là lúc trước là chị không có sắm bàn luôn. Công nhân ra là ngồi cái ghế một vậy đó cô chú anh chị bạn. Một ngày thì ở đây chị gái bán khoảng mấy chục tô cho công nhân buổi trưa thôi cô chú anh chị bạn. Công nhân của cái xưởng cơ khí kế bên nè ha. Trưa là khoảng chừng 2 giờ là chị gái sẽ đẩy xe ra ngoài đây. Đó, hồi nãy là chị gái đẩy từ phía khu vực chợ Mỹ Bình qua bên đây đó cô chú anh chị. Giờ này là 2 giờ, hơn 2 giờ tí xíu rồi. Chị đang chuẩn bị cho một buổi bán nè. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn cùng đi vào phía bên trong để trò chuyện cùng với chị gái nha. Đây, cái nồi nước súp nè cô chú anh chị. Hôm nay mình bán gì hả chị? Bán canh mì gói. Dạ. Theo em biết là mình bán đổi món phải không? Đổi món hàng ngày phải không? 7 ngày 7 món hay sao chị? Đổi món hàng ngày, đổi hoài. Dạ. Yeah. Hôm qua là chị bán gì? Qua bán bún cá. À. Bún cua. À. Bữa thì bữa đầu tiên thì còn một tiếng bánh canh. Yeah. Cuối chợ cuối tuần là một tiếng bánh canh. Dạ. Yeah. Cũng như là thứ hai là hủ tiếu bánh canh, thứ ba là bò quế. Dạ. Yeah. Tư là bún cá, thứ năm là bún cua. Dạ. Yeah. Thứ sáu nhiều khi bún măng vịt. Dạ. Yeah. Thứ bảy thì hủ tiếu bánh canh quay lại. Dạ. Yeah. Chủ nhật nghỉ hả chị? Chủ nhật nghỉ. Dạ. Yeah. Đây nè cô chú anh chị các bạn.
chiếc xe của chị gái cũng rất là đơn sơ luôn nha. Bữa nay là chị gái bán hủ tiếu bánh canh. Đây, tô hủ tiếu canh giò huyết, nồi nước súp ở phía trong nè ha. Một ngày trung bình mình bán khoảng bao nhiêu tô hả chị? Giấc sáng chị bán 100 tô rồi, giấc này chị bán chừng 20 tô hay mấy tô nữa hả? À, giấc sáng là chị bán ở khu vực Chợ Mỹ Bình. Chợ Mỹ Bình, dạ. Rồi giấc trưa là chị bán khoảng 20 mấy tô thôi. Một tô thì chị bán nhiêu? 20k. Dạ. Công nhân ăn 17k. Dạ. Công nhân ăn thì 17k. Khoảng mấy giờ là công nhân ở xưởng cơ khí này mới ra ăn? 2:45 một cái xưởng xưởng tiện, rồi cái 3 giờ là một xưởng, đó là 2 xưởng. À, là trong đây là tới 2 xưởng là hả? 2 xưởng, ở đằng kia là à, ở đây một xưởng, đằng kia 1 xưởng phải không? Đây là cô chú anh chị bán kế bên cái xưởng cơ khí này luôn. Ồ, phía trong là có xương thịt với khoanh giò cũng khá là nhiều ha. Ồ, có móng luôn ha. Bán ở vị trí này buổi trưa là khoảng bao nhiêu năm rồi hả chị? Bán đây mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Bán chủ yếu là cho công nhân ăn là nhiều. Hai mươi mấy tô thôi, bởi vì nước cũng thấp ở dưới ha. Lần chị bán nhiều lắm, lần chị bán hả, đầy nồi này luôn, khách dữ lắm, khách luôn. Dạ. Ở trong xưởng này làm cũng đông, bây giờ công xưởng làm cũng ít, rồi tứ tán đi bớt. Là bán 30-40 tô, 50 tô ở chiều á. Dạ. Hai xưởng công nhân đợi đông dữ lắm. Bây giờ ta đi tứ tán hết trơn, làm ăn ít lại, công nhân ít lại đi tứ tán. Mỗi người tập cái ghế thì ăn cái ghế, mỗi người hai cái ghế vậy là kiếm chỗ mà ngồi. Công nhân nó ăn đó là thường thường mỗi người ra là xách hai cái ghế tự đi kiếm chỗ ngồi ăn à, chứ không có bắt bàn. Bây giờ cho chế cho cái bàn vậy đó. Cái này là tóp mỡ hả chị? Tóp mỡ với hành củ mình, hành tiều á. Dạ. Hành đỏ đỏ, hành nó nhỏ đó. Mình xấy lên. Dạ. Ngon kỳ không? Tóp mỡ này nhầm mỡ. Người thích, nhầm người không? Không, nhưng mà nó thích ăn lắm. Mối dưới đây tôi là lại ăn thích này lắm. Dạ. Mối công nhân trong xưởng này là thích người khác trong đường cũng vậy. Thích, dạ.
đồ này tôi làm nhà ăn. Theo em biết là lúc trước là xe của mình là không có bắt bàn hả chị? Không có bàn, bây giờ mới bắt bàn. Bây giờ mới có được cái bàn. Tới mà giờ công nhân ra là bắt đầu người ngồi cái ghế rồi bưng cái tô ăn. Ồ, cũng rất là đặc biệt luôn cô chú anh chị. À, bữa nay là chị có bún mì với hủ tiếu hả? À, mì trên hủ tiếu. À, có mì tươi mì gói luôn ha. Chị nói là cũng như là công nhân ra tới hai đợt luôn hả? À, hai đợt. Cái xưởng kế bên này là ra lúc mấy giờ? Xưởng kế bên là ra 2:45. Dạ. Rồi ăn xong cái xưởng này 3:00 xưởng này ra. À. Hai cái xưởng thứ hai là 3:00 mới ra. Chút nữa người ta ra mình trụng mau. Dạ. Hồi nãy chị nói là bán một tô bao nhiêu? Một tô 17k. Dạ. Ừ. Rồi nha. Đây chị phải làm sẵn trước gì nè. Có mì tươi, mì gói, hủ tiếu, bánh canh luôn. Buổi trưa tranh thủ bán thêm 20 mấy tô thôi cô chú anh chị. Có khi nào mà mình bận công việc rồi mình nghỉ một ngày công nhân ở đây không có đồ ăn không chị? Mình bận công việc thì mình cho hay cái công nhân đặt bánh mì đem lại cho. Dạ. Ăn cái này chủ trả tiền. Dạ. Chủ cho buổi ăn trưa chứ. Bữa nào quá nghỉ thì công nhân nó buồn chút. Dạ. Có đám tiệc thì nghỉ, với thứ bảy chủ nhật nghỉ, 14 rằm nghỉ. À, chủ nhật nghỉ. Chủ nhật nghỉ ha. Ừ, 14 rằm nghỉ. Tháng nghỉ cũng được cả tuần lễ. Đây chị gái để sẵn những cái tô lên lên tủ vậy đó. Hồi nãy chị đẩy xe từ trong khu vực chợ Mỹ Bình qua luôn là nhà mình, khu vực bên đó luôn hả chị? À, chị bán cái sáng ở đó. Dạ. Sáng chị bán ở đó cỡ chừng 100 tô luôn. Sáng đó bán hủ tiếu, bánh canh, mì gói, cháo lòng. À. Bán buổi sáng mà đó rồi chiều mới bán buổi nóng lại rồi chiều bán buổi chiều. Hôm nay cái này là 43. Một tô 17.000 thôi hả? Tô có 17k. Là bán cho công nhân giá 17 hay là khách giảng lai cũng giá 17 luôn? Khách giảng lai có khi 17, khi 20, ăn thêm. Khách đẳng lai nhiều khi mình bán thịt nhiều cũng tí 20 à. Dạ, mình... Đây chị bán mình lên hả? Có ai phụ gì không? Tô 17.000 rất là bình dân cho công nhân ăn cô chú anh chị. Ở đây đa phần chắc khách mối không hả chị? Dạ. Yeah.
mà hai cục thịt là 20.000. Dạ. Hai cục dừa dừa là 20.000. Chị bưng đi nữa nè. Chị bán là ngay chân cái khu vực mà gần cái sân Hòa Bình đó cô chú anh chị các bạn. Đó, mình đi thẳng cái hướng này là mình đi lên cầu Nguyễn Trung Trực nha. Còn mình đi cái chiều ngược lại là mình đi về cầu Hoàng Diệu. Đây ông anh, ông ăn tô mì 20k cô chú anh chị. Mà anh thấy hủ tiếu hay là bún riêu đồ của chị nấu á, anh thấy được không anh? Ăn cũng ngon. Dạ. Tôi đi làm máy ở đây rồi. À, anh là làm máy xưởng đó. Dạ. Chưa là chưa nào mình cũng ra đây chứ ha. Như lâu lâu xuống làm máy. Nhà cho nó cúng cho là. À. Ủa, à, anh là bên làm máy chứ không phải là công nhân ở xưởng ha. Làm máy cho thợ đó. Dạ. Bắt đầu vô giờ cao điểm rồi. Ở đây như vậy chắc chị bán khoảng 1 tiếng đồng hồ là hết quá. Nó có lấu nè. Chú ông để cái ghế một lên cái bậc cho nó cao lên dễ ăn nè cô chú anh chị. Chỉ có một cái bàn duy nhất thôi nha. Cái bàn đó nếu mà chen chen ngồi được khoảng 3 người. Tô mì gói gửi. Dạ. Vô giờ cao điểm mà làm không kịp luôn. Đây nè cô chú anh chị. Đó, anh trai này lấy cái ghế để lên cái bậc gì đó cho nó cao cao lên dễ ăn. Thank you.
nhiều người bán mình chết rồi, đụng nó chia sẻ nó bán dữ lắm. Đây cái bàn chen chen ngồi được khoảng chừng 3 người rồi cô chú anh chị. Đó. Bà con cô bác ăn thì có thể là trồng 2-3 cái ghế lên cao cao để dễ ăn nha. Đây anh trai ăn mì gói nè. Rồi. Dạ. Đang làm phan. Đang đọc ăn hả? Anh là công nhân của xưởng cơ khí kế bên à? Kế bên. Dạ. Dạ. Thấy hủ tiếu đây yêu không anh? Ngon. Ngon ha. Trưa nào là chị cũng đẩy xe qua đây rồi bán cho công nhân xưởng tiện mình hết. Dần dần đây có một cái mấy ngàn con ở đâu có. Dạ. Ngày là ba bán rẻ nhất á. Dạ. Khác 25-30 không ạ. Chị bán 17 ngàn. Mà bà mua cái nhà đó, nhà ông chú này không có phải công nhân mà cũng ghé dùng luôn cô chú anh chị. Này là mối ta ăn ta chịu đi ra chơi thể thao. Dạ. Chơi thể thao nè. 17 ngàn giá bình dân ha chú. Chú mình cũng ở gần khu vực này luôn hả? Gần đây. Dạ. Yeah. Chú ăn hủ tiếu ở đây được bao nhiêu năm rồi ha? Cũng cỡ 3-4 năm rồi. Dạ. Với cái giá 17 ngàn thì chú thấy ngon không chú? Vừa ngon mà bổ rẻ mà. Dạ. Yeah. Bây giờ thì nói đầu ngay hủ tiếu mà kiếm giá 17 ngàn thì cũng hơi hiếm đó. Đúng rồi. Đây đa phần là chỉ bán cho công nhân xưởng tiện kế bên của chú anh chị. Nhưng mà cũng có khách dẫn lai nha. Cũng có lai gai đó. Chú mà chỗ nào rẻ là chú ăn à? Dạ. Chỗ rẻ mà ngon mới được nha. Dạ. Yeah. Chỗ nào? Buổi sáng bên kia kìa, nó có bún thịt xào có 15 ngàn thôi. À. Cũng ăn cực kỳ ngon luôn. Ở đâu chú? Bên cầu Nguyễn Đọc bên đó. Đường qua Long An á. Dạ. Là ngay chân chỗ mà nhà cổ hả? Không. Có cặp bờ sông á. Cặp bờ sông hả? À. Cái cầu đó. Dạ. 15k. Bún thịt xào ngon lắm. Dạ. Sáng mà lại đó mà review đó ngon. Bán mang về không mà. Ừ. Không 7:30 gần 8 giờ là hết rồi. Dạ, yeah, không có ngồi tại chỗ. Không, nhà chút xíu rồi, bán ngon lắm. Dạ. Yeah. Mà nó hầm bún ruộng bán 15k nhiều lắm nha, chứ không phải ít nha. Dạ. Yeah. Ngon. Dạ. Yeah. Rẻ. Rồi cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Ở Long Xuyên này làm gì có. Dạ. Yeah. Chú thì nói chung ở đâu rẻ chú ăn là bà ngon mới được. Dạ. Yeah. Mấy anh trai ở đây thì ăn xong còn tranh thủ đi vô làm nữa đó cô chú anh chị. Buổi trưa là thường là mình được nghỉ thời gian bao nhiêu để mình tranh thủ ăn ăn hành? Ra 2 giờ mấy ra giờ ăn xong rồi chạy vô làm. Khoảng 15 phút hả?
Đây còn một vài tô thôi. Này quay làm sao? YouTube con Long Xuyên TV. Bữa này bữa đó khó rồi hả? Dạ, cái này chắc khoảng ngày mai là con đăng lên đó. Chú làm xưởng cơ khí kế bên này luôn hả? Chú có làm bên Bắc An Hòa, xưởng An Hòa. Dạ. Để đi công chuyện rồi ghé đây. Dạ. Chú thường xuyên ăn ở đây không? Khi bán đồ ghé đây ăn. Dạ, có dịp mình chạy ngang thì mình mới ăn ha. À. Chú thấy hủ tiếu ở đây ăn êm không chú? Được, ăn ngon. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú ăn ngon miệng. Dạ cảm ơn. Dạ. Chỗ này là cuối cùng đó. Dạ. Dạ hai top ha. Top 1 xong rồi đó, bây giờ tới top 2 nữa là hết luôn. Cảm ơn ba. Rất là tốc độ luôn. Quay rồi bạn, quay đợi nào hết hết nước không mới quay không à? Quay nãy sớm giờ rồi. Quay sớm giờ, quay từ lúc chị đẩy xe từ bên chợ đẩy qua mà. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ.